6 năm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo của hai vợ chồng ung thư. Gần 6 năm, trời nắng cũng như mưa, cứ đến khoảng 15 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, chị Giao Anh Cường đều đứng trước cổng bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh phát cơm từ thiện. Chị Phương Giao và anh Nguyễn Thanh Cường là chủ tiệm cơm nằm trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai kết hôn cách đây 30 năm, đến nay đã có 3 người con trai. Chia sẻ với Dinh, chị Phương Giao cho biết mở quán cơm được 10 năm thì có 6 năm cả hai nấu cơm hỗ trợ người khó khăn. 6 năm phát cơm miễn phí, như đã thành thói quen. 5 giờ sáng, hai vợ chồng lại đi chợ sớm để phục vụ cơm trưa cho khách của quán. Bên cạnh đó, chị Giao cũng sắm thêm đồ để nấu suất ăn từ thiện. Khoảng 13 giờ, khi khách của tiệm đã vặn bớt, ông bà chủ bắt đầu quay sang nấu cơm hộp. Đúng 15 giờ, anh chị có mặt trước cổng bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Năm đầu, tôi và ông xã chỉ phát vài chục phần chay vào mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng. Tuy nhiên, nhìn thấy nhiều người cần giúp đỡ, cả hai quyết định phát nhiều hơn. Mỗi lần phát hết cơm mà vẫn còn người chưa nhận được, chị Giao và anh Cường đều rất áy náy. Để tránh việc đó, hai vợ chồng cố gắng làm thêm. Đến nay, đã tròn 6 năm, mỗi tuần chúng tôi phát cơm từ thiện 3 hoặc 4 ngày. Mỗi ngày trên dưới 500 suất, bà chủ quán cơm chia sẻ. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi cho biết, thu nhập từ quán cơm bình dân của vợ chồng chị chỉ đủ trả lương nhân viên, thuê mặt bằng trang trải cuộc sống. Nhưng cả hai không quá bận tâm quá đến chuyện buôn bán lời lãi. Càng gắn bó với công việc thiện nguyện, vợ chồng chủ quán cơm càng nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ những nhà hảo tâm và bạn bè gần xa. Dù chỉ một cân gạo, một vài bó rau muống nhưng tôi đều rất trân trọng. Tôi vui vì trong xã hội vẫn còn rất nhiều người biết chia sẻ, biết yêu thương, đùm bọc nhau. Anh Cường tâm sự, cả hai vợ chồng đều bị ung thư. Chia sẻ về lý do gắn bó với công việc thiện nguyện này nhiều năm, chủ quán cơm cho biết anh muốn trả lại cho đời những may mắn mà gia đình anh được nhận. Mẹ tôi bị ung thư 17 năm nay, cháu ruột tôi cũng bị, đến vợ tôi cũng mắc phải căn bệnh này. Nhưng may mắn chúng tôi đều vượt qua được những khúc cua nghiệt ngã ấy của cuộc đời. Con cái tôi đều trưởng thành, cuộc sống gần như toại nguyện. Tôi làm từ thiện rất thanh thản vì cảm giác giống như trả cho đời món nợ mà tôi đã vay. Anh Cường bộc bạch, cách đây 2 năm, chị Giao được chẩn đoán bị ung thư phổi. Thời điểm đó, chị cũng có vài người bạn ra đi chỉ sau 3 đến 6 tháng điều trị. Nhưng may mắn là sau khi phẫu thuật, khối u của chị không bị di căn. Vợ vừa vượt qua cửa tử thì đến lượt anh Cường. Bác sĩ cũng thông báo anh bị ung thư phổi. Thật sự khi đó tôi không dám đặt quá nhiều hy vọng sẽ qua khỏi. May mắn sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, chưa đầy 3 tháng, anh Cường lại cùng vợ đứng trước cổng bệnh viện phát những suất cơm miễn phí. Thời gian điều trị bệnh, vì không có ai đi chợ, nấu nướng, tôi vẫn đưa tiền cho bà xã mua bánh mì, sửa phát cho bà con, duy trì 4 ngày trên tuần. Họ xếp hàng chờ mình đã gần 6 năm rồi. Nếu nghỉ ngày nào, để họ chờ đợi thì tội nghiệp lắm. Bởi vậy, dù khó khăn đến đâu làm được ngày nào, tôi vẫn cố gắng hết sức. Anh Cường chia sẻ, việc vẫn được điều hành quán cơm nhỏ, các con khỏe mạnh, có đủ tiền phát cơm cho người khó khăn vài bữa một tuần. Với anh Cường và chị Giao là phúc phận cuộc đời dành cho. Nếu có thể, tôi mong mình luôn khỏe mạnh, để có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn. Nếu bây giờ tôi không làm nữa, bà con, bệnh nhân sẽ hụt hẫng. Chỉ cần nghĩ vậy, chúng tôi có thêm động lực để làm việc thiện.